Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Mori. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đặt những bước chân đầu tiên trong hành trình học chữ Hán tiếng Nhật của chúng ta. Với bài học đầu tiên đó là bài nhập môn chữ Hán tiếng Nhật. Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ một vài những vấn đề xung quanh về chữ Hán tiếng Nhật thông qua 4 câu hỏi mà mình đã ghi ở đây. Thứ nhất là những câu hỏi về gì nhỉ? Là chữ Hán là gì? Thứ hai là tại sao chúng ta lại phải học chữ Hán trong khi chúng ta đã học xong hai bảng chữ cái Hiragana và Katakana rồi? Và câu hỏi số 3 là vậy thì bao giờ chúng ta nên hay là bao giờ chúng ta có thể bắt đầu việc học chữ Hán trong hành trình học tiếng Nhật nói chung đúng không nào? Và cuối cùng, câu hỏi quan trọng nhất đó là chúng ta nên học chữ Hán như thế nào và có cần thiết phải học chữ Hán thông qua các bộ thủ hay là những âm Hán Việt không? Được chưa nào? Rồi, thế thì về câu hỏi đầu tiên đó là chữ Hán là gì? Chữ Hán là gì nhỉ? Thì chữ Hán là một trong ba bảng chữ cái mà chúng ta sẽ được làm quen trong việc học tiếng Nhật. Thứ nhất đó là mình đã làm quen với bảng chữ Hiragana và bây giờ bảng chữ Katakana, và còn lại bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học chữ Hán nhé. Hầu hết mỗi chữ Hán trong tiếng Nhật thì nó sẽ có một hoặc là nhiều cách đọc, và ngược lại cũng sẽ có rất là nhiều những chữ Hán mà nó có cùng chung một cách đọc. Tuy nhiên trong tiếng Nhật thì người ta chia cái cách đọc của mỗi một chữ Hán tiếng Nhật thành hai âm lớn, đó là loại âm thứ nhất đó là loại âm người ta gọi là âm kun, đây viết là kun yomi, và thứ hai là âm on là gì nhỉ? Là on yomi. Thì âm kun này là gì và âm on này là gì thì chúng ta sẽ hiểu một cách đơn giản như sau. Âm kun là những âm mà bản thân cái từ đó nó xuất phát từ là cái âm thuần Nhật, là người Nhật ngày xưa đã có rồi. Còn âm on sẽ là âm mượn cái âm đó từ bên Trung Quốc. Ví dụ đơn giản như này, các bạn hình dung như này, ví dụ như là trong tiếng Việt của chúng ta có chữ số 1 đúng không nào? Số 1 đấy thì là âm của tiếng Việt mình, là tiếng Việt mình, tiếng thuần Việt mình đúng không nào? Nhưng mà còn một âm gì nhỉ? Âm chữ Hán là âm nhất thì chúng ta mượn từ gì nhỉ? Mượn từ tiếng Trung. Thì các bạn có thể hình dung một cách đơn giản như vậy, âm cưng sẽ là âm thuần Nhật, còn âm ôn sẽ là âm gì nhỉ? Âm mượn của tiếng Trung nhá, mượn của tiếng Trung. Tuy nhiên thì mọi cái sự quy ước thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Đôi khi trong một vài những cái trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng là trường hợp này lẽ ra phải đọc âm cưng mà tại sao lại đọc là âm ôn, loạn hết cả lên như vậy đúng không nào? Thế thì bây giờ mình sẽ cho một cái ví dụ để các bạn hình dung rõ nhất nhé. Ví dụ cùng một chữ nhân. Chữ nhân là gì nhỉ? Chữ người đúng nào? Có thể với tất cả các bạn khi mà chưa học tiếng Nhật các bạn cũng biết tới chữ này rồi, chữ nhân này. Chữ nhân này ngày xưa mình học phổ thông mình hay gì đây? Mình hay lấy để mình ký hiệu viết tắt cho chữ người đúng nào? Thế thì đây là chữ Hán, được chưa? Đây là chữ Hán. Thế thì với chữ Hán này âm cưng của nó tức là âm thuần Nhật của nó, người ta đọc là hito. Hito nghĩa là người. Bản thân cái chữ hito này đọc lên đã hiểu là người rồi, và nó là chữ Hán này nhá. Ngoài ra, cái chữ Hán này khi mà nó ghép với những chữ Hán khác, ví dụ chúng ta nhìn thấy chữ đây, chữ Nihonjin này nhé. Đây, cái chữ Hán chữ nhân của chúng ta đây, nó đi theo sau những chữ Hán khác thì nó sẽ có cách đọc là jin hoặc là nin. Thế khi nào đọc là jin, khi nào đọc là nin thì cái này chúng ta cần phải học thật là nhiều thông qua những cái từ vựng mà chúng ta sẽ còn gặp trong xuyên suốt quá trình học tiếng Nhật sau này nhá. Thế thì các bạn hiểu chưa? Cùng một chữ Hán này nó sẽ có nhiều âm đọc khác nhau. Khi mà đứng một mình, khi mà âm thuần Nhật ngày xưa của chúng ta, bản thân nó có nghĩa luôn là hito. Còn khi mà nó ghép với những chữ Hán khác thì nó sẽ dùng cái âm mượn từ bên Trung Quốc, được chưa nào? Nó có thể đọc là jin hoặc là nin. Ví dụ như trong trường hợp này, Nihonjin nó ghép với những cái chữ Hán khác là chữ gì nhỉ? Chữ Nhật, chữ Bản, chữ Nhân đúng không nào? Người Nhật Bản. Đó là giới thiệu một cách qua về chữ Hán của chúng ta nhé. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi tiếp theo, đó là tại sao chúng ta lại phải học chữ Hán trong khi mà mình đã học xong hai bảng Hiragana và Katakana rồi. Trên thực tế thì nếu như mà có Hiragana, có Katakana rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đọc để viết được câu văn hay là có thể nói được, bởi vì phát âm nó sẽ vẫn như vậy đúng không nào? Tuy nhiên thì các bạn hãy hiểu rằng là chữ Hán nó chính là tiếng Nhật. Vì sao? Vì các bạn có thể nhìn trên bảng đây. Vì trong một văn bản tiếng Nhật, trên báo chí hay các bạn ra ngoài đường chẳng hạn, chúng ta sẽ không bao giờ thấy có trường hợp là chỉ thấy toàn gì nhỉ, toàn Hiragana, Katakana không đâu, mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều những cái mà gọi là chữ Hán. Ví dụ trong này, đây những chữ Hán đây. Và bên trên mình có chú thích bằng gì nhỉ, bằng người ta gọi là từ Furigana, tức là cái chú thích về cách đọc của nó thông qua bằng chữ gì nhỉ, chữ Hiragana đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây sẽ là một chữ Hán này. Rồi, đây là một chữ Hán, đây là một chữ Hán, đây là một chữ Hán. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Trong một câu văn thôi mà chúng ta thấy đến gần như 50% là chữ Hán rồi. Chưa nào? Rồi đây là Katakana, còn lại đây là Hiragana. Mặc dù cái âm đọc của nó thì chúng ta đều biết rồi, tuy nhiên gì nhỉ? Chữ Hán là tiếng Nhật nên các bạn hãy hiểu rằng là gì nhỉ? Việc học
chữ Hán là một chuyện đương nhiên khi học tiếng Nhật nhá. Nên là chúng ta đừng bao giờ xem thường cái việc học chữ Hán, được chưa nào? Để chúng ta làm gì? Để chúng ta giống người Nhật, có thể đọc được văn bản tiếng Nhật, có thể gì nhỉ? Có thể truyền tải những câu văn bằng tiếng Nhật để cho họ hiểu và chúng ta hiểu cùng với ngôn ngữ tiếng Nhật đấy nhá. Được chưa? Đó là câu hỏi vì sao chúng ta sẽ phải học tiếng Nhật. Vì nó là như thế này này nhá. Hai, tiếp theo. Vậy thì bao giờ chúng ta có thể học chữ Hán? Bao giờ có thể được học chữ Hán nhỉ? Cái này thì sẽ tùy cá nhân của từng người. Có người sẽ học rất là sớm khi mà mới bắt đầu học từ những cái chữ chữ hiragana đầu tiên hay bảng chữ cái đầu tiên. Hay cũng có những người rất lâu sau khi mà học tiếng Nhật được vài năm thì họ họ bỏ bê, họ lười không học chữ Hán mà họ gì nhỉ? Họ chỉ đọc đọc, tức là nhìn và theo thói quen thì họ sẽ đọc thôi đúng không nào? Thì sau đấy thì lúc ý, nếu mà họ nhận ra tầm quan trọng của chữ Hán, họ quay trở lại học chữ Hán thì cũng không vấn đề gì cả. Tức là học vào thời điểm nào cũng được, tùy mọi người. Nhưng mà có một lời khuyên, đó là các bạn hãy học chữ Hán càng sớm càng tốt. Và theo theo mình thì cái thời điểm học chữ Hán tốt nhất đó là thời điểm khi các bạn đã học xong bảng chữ cái Hiragana, Katakana và học được một vài những cái bài đầu tiên. Ví dụ như các bạn học theo giáo trình Minamino-Nihongo thì các bạn học được vài cái bài đầu tiên để các bạn có được một lượng từ vựng tương đối. Sau đó thì các bạn bắt đầu bước vào học những cái mặt chữ của những cái từ vựng đấy. Đây, đây là cái hành trình mà mình đã ghi ra. Hiragana, Katakana, các bạn học thật là thành thục cái này nhá. Sau đó các bạn sẽ tăng cho mình một vài những một chút cái vốn từ vựng của tiếng Nhật đã. Vốn từ vựng bây giờ chưa cần biết cách viết chữ Hán như thế nào, mà các bạn học những cái vốn từ vựng. Ví dụ các bạn học từ watashi, học từ watashi là tôi đúng không nào, hay học từ nihon rồi đúng không nào. Thế bây giờ các bạn biết cách đọc của nó rồi nhá, thì bắt đầu các bạn học đến cách viết chữ của nó, cách viết chữ Hán, cách viết chữ watashi, viết chữ Hán là như thế nào. Bây giờ chúng ta, hay là chúng ta tiếp tục là chúng ta viết cách viết của từ Nihon là như thế nào, đúng không nào? Thì đó là thời điểm mà các bạn có thể bắt đầu học chữ Hán được. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần quan trọng nhất nhá, đó là học chữ Hán như thế nào và có cần thiết phải học chữ Hán theo bộ, theo giáo trình theo bộ hay là theo theo gì nhỉ? Theo cái âm Hán Việt hay không? Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Thời gian gần đây thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều về những cái cách học chữ Hán, ví dụ như là học chữ Hán theo bộ thủ hay là học chữ Hán theo âm Hán Việt. Thế thì mình trong clip này thì mình sẽ chia sẻ thực sự với các bạn luôn, đó là ngày xưa khi mà cách đây khoảng 7 năm khi mà mình bắt đầu học tiếng Nhật thì mình hoàn toàn không học chữ Hán theo bộ mà cũng không học chữ Hán theo âm Hán Việt gì cả. Và sau này khi mà đi sang Nhật du học ấy thì mình cũng có cơ hội được làm quen, tiếp xúc với rất là nhiều những bạn học tiếng Nhật là người nước ngoài ở Hàn này, ở Nga, ở Mỹ hay là ở Anh, ở Đức vân vân. Thì khi mà hỏi thì các bạn cũng có chia sẻ là các bạn cũng không hề biết đến bộ thủ trong tiếng Nhật là cái gì, mà thường thì các bạn sẽ học theo đúng những cái mà cái hướng dẫn lộ trình mà mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn, đó là đầu tiên chúng ta cứ học tuần tự theo Hiragana, Katakana, chúng ta học được một chút những cái từ vựng của nó, và sau đấy thì ngay sau đấy thì mình sẽ cùng nhau học chữ Hán luôn, và cái việc học chữ Hán nó sẽ kéo dài trong suốt cả quá trình học tiếng Nhật của các bạn cơ. Thế thì đến thời điểm nào mà mình bắt đầu tiếp xúc, mình bắt đầu biết đến cái gọi là cái bộ thủ hay là cái âm Hán Việt trong tiếng Nhật, thì đó là vào khoảng thời điểm năm 2015 khi mà mình bắt đầu giảng dạy các lớp học tiếng Nhật N3 ở bên trung tâm tiếng Nhật Dũng Mori á, thì mình nhận thấy đó là gì nhỉ? Khi mà mình sử dụng bộ thủ để hướng dẫn, để dạy về chữ Hán cho các bạn học viên thì có rất là nhiều những cái ưu điểm. Ví dụ như là có thể giúp cho các bạn nhớ được cái mặt chữ dựa vào những cái câu chuyện rất là thú vị mà liên quan đến chữ Hán đó. Và hai nữa thì cái việc mà phân tích thật là sâu dựa vào những cái bộ thủ đấy thì giúp cho các bạn có thể không bị nhầm lẫn giữa các chữ Hán giống nhau. Và ngoài ra một cái tác dụng nữa của việc học theo bộ thủ hay là học theo những cái câu chuyện chữ Hán thì đó là gì nhỉ? Nó giúp cho các bạn có thêm rất là nhiều những cái hứng khởi trong việc học tiếng Nhật, đặc biệt là học chữ Hán, vốn là một cái mà chúng ta thường hay thấy khá là khoai khi mà học tiếng Nhật. Vậy thì thông qua những cái kinh nghiệm học tập chữ Hán tiếng Nhật này, hay là thông qua những cái kinh nghiệm giảng dạy của mình trong suốt thời gian vừa qua, thì mình đúc rút lại một điều như sau. Thường tất cả các bạn học sinh đều thường bị làm khó với chữ Hán, đó là bị làm khó bởi âm ôn và âm cưn. Các bạn nhìn một chữ Hán và bao giờ các bạn cũng học luôn âm ôn, âm cưn chia ra là gì. Và bao giờ cũng thế, vì cái ấn tượng đầu tiên của các bạn là gì nhỉ? Về chữ Hán đó là phải là nhớ âm ôn, âm cưn. Nên là đôi khi các bạn thường hay có cái câu hỏi rằng là khi nào thì dùng âm ôn, khi nào thì dùng âm cưn, tại sao trong trường hợp này dùng âm này mà không phải là âm kia. Đấy, thế nên là cái đó là một cái vấn đề mình thấy rất là lớn đối với tất cả những học viên đã từng học tiếng Nhật hay từng học chữ Hán. Như vậy thì trong chương trình học chữ Hán của mình
trên tiếng Nhật online của Dũng Mori thì mình sẽ hướng dẫn các bạn theo một cái cách học như sau. Với mỗi một chữ Hán chúng ta sẽ không đi sâu nhấn mạnh vào cái nào là âm ôn, cái nào là âm cương, mà chúng ta sẽ học chữ Hán đó, học nhớ cách đọc của chữ Hán đó trên cơ sở là các bạn đã biết cái từ vựng đó rồi. Biết cái từ vựng, tức là biết cái cách đọc của chữ Hán đó. Chúng ta có một ví dụ như sau nhá. Ví dụ như là hôm nay chúng ta học chữ nhân. Được chưa nào? Hôm nay chúng ta học chữ nhân, lại là chữ nhân. Mình lấy ví dụ chữ nhân cho dễ nhá. Chữ nhân là chữ này đúng không nào? Rồi, chữ nhân chữ này. Thế thì trước khi học chữ nhân này, trước khi học viết chữ nhân này thì chúng ta đã học chữ hito. Hito là người. Được chưa nào? Và tiếp theo chúng ta đã học từ betonamer jin. Chúng ta biết từ jin này là người, khi mà nó ghép với những cái quốc tịch thì chúng ta sẽ hiểu là người Việt Nam đúng không nào? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học chữ Hán nhân. Nhân này đứng một mình như này sẽ đọc là shito. Được chưa? Tiếp theo này, và betonamujin. Trong trường hợp này betonamujin, chữ jin này sẽ viết như này và nó sẽ đọc là betonamujin. Cứ như thế này chúng ta sẽ luyện tập đi luyện tập lại cái thao tác rằng là gì nhỉ? Chúng ta sẽ học nó bắt nguồn từ những cái từ vựng mà chúng ta đã biết rồi. Tất nhiên là đấy là sẽ là chỉ dừng ở mức độ N5, N4 thôi. Còn về sau này khi mà chúng ta học dần lên cao, chúng ta sẽ thấy rằng là gì nhỉ? Chúng ta sẽ học một từ chữ Hán này. Thông qua nó chúng ta không chỉ ôn lại được những cái từ vựng mà chúng ta đã biết nó rồi, mà chúng ta còn học được thêm rất là nhiều những cái từ vựng mới thông qua cái cách đọc mà mình sẽ chú thích thêm ở đó. Được chưa nào? Thế thì như thế này thì các bạn sẽ không bao giờ bị làm khó bởi khi nào là âm ôn, khi nào là âm cương, mà các bạn cứ nhìn thấy nó khi đứng một mình sẽ đọc là hito. Còn khi mà nó ghép với, trong trường hợp này, betonamu với chữ nhân này sẽ đọc là betonamujin, sẽ không cần phải nhớ môn âm cương làm gì nhá. Được chưa nào? Và tiếp theo trong hành trình học chữ Hán của mình chắc chắn sẽ không thể thiếu đó là những câu chuyện liên quan đến bộ thủ, hay là liên quan đến những cái bóc tách từng cái thành phần trong chữ Hán một, để các bạn sẽ có thêm nhiều những cái điều thú vị hơn khi mà các bạn cảm nhận được những cái ý nghĩa nằm trong mỗi một chữ Hán mà người Nhật biểu hiện nhá. Vậy thì ngay sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về lộ trình học chữ Hán tại website học tiếng Nhật online Dũng Mori. Trên website Dũng Mori của chúng mình thì sẽ được chia ra làm các khóa từ N5, N4, N3, N2, N1. Mỗi một khóa nó sẽ được tổng hợp tất cả các kỹ năng từ chữ Hán, ngữ pháp, từ vựng, các bài đọc hiểu, nghe hiểu. Thế nên là chúng ta sẽ không có những cái khóa riêng mà chỉ học toàn chữ Hán thôi. Tuy nhiên thì chương trình học chữ Hán chúng ta sẽ được cài vào trong mỗi một khóa học như vậy. Khi mà tổng hợp lại chúng ta sẽ có một cái lộ trình như sau. Đó là trong chương trình học N5 thì chúng ta sẽ cùng nhau học về 118 chữ Hán. Trong chương trình học N4 chúng ta sẽ cùng nhau học về 209 chữ Hán này. Tiếp theo N3 là 365 chữ Hán và N2 thì chúng ta sẽ học 473 chữ Hán. Như vậy tổng cộng trong suốt quá trình học từ N5 cho đến N2 thì các bạn sẽ học cùng mình là 1165 chữ Hán. Tức là chúng ta sẽ học từng chữ một nhá. Còn lại thì đến chương trình N1 thì các bạn sẽ không học chữ Hán riêng lẻ nữa, bởi vì là trên thực tế thì trong cái quá trình học chữ Hán N1 thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái chữ Hán nó khó và nó không được thông dụng cho lắm. Thế nên là ở trong các khóa học của mình thì đặc biệt là trong phần N1 thì chúng ta sẽ học chữ Hán thông qua học từ vựng cùng với thầy Dũng nhá. Thế thì toàn bộ những chữ Hán này đều là những chữ Hán mà mình tổng hợp từ list các chữ Hán nằm trong giới hạn chương trình thi GLPT. Nên là các bạn hãy cứ yên tâm rằng là chúng ta cứ học các chữ Hán theo các chương trình học này là chúng ta có được đầy đủ các kiến thức chữ Hán để đi thi. Và ngoài ra thì những chữ Hán này đều là những chữ Hán thông dụng trong cuộc sống hàng ngày nữa. Nên là các bạn hãy cố gắng bám sát cái chương trình học của chúng mình nhé. Và cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút, đó là khi mà tiếng Nhật ngày nay đã càng ngày càng trở nên phổ biến với người Việt Nam của chúng mình rồi thì mỗi người sẽ có một cách học riêng phù hợp với bản thân mình. Thế nên là các bạn, mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt đúng không nào? Các bạn hãy chọn cho mình một cách học làm sao để phù hợp với khả năng tư duy, khả năng tiếp thu của bản thân mình nhất. Làm sao để với mỗi một cách học đấy chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực, nhiều hứng khởi. Bởi vì học bất kỳ một ngoại ngữ hay bất kỳ một môn học gì cũng thế thôi, bao giờ để cho nó thành thục, để giỏi thực sự được thì sẽ cần phải một chặng đường khá là dài. Thế nên là các bạn hãy chuẩn bị cho mình thật là nhiều năng lượng, thật nhiều tinh thần để chúng ta có thể chinh phục được ngôn ngữ tiếng Nhật này nhá. Và hôm nay sẽ là bài clip đầu tiên giới thiệu về chữ Hán trong tiếng Nhật. Clip tiếp theo thì mình sẽ cùng với các bạn đi hết về những cái bộ thủ cơ bản trong tiếng Nhật. Và sau đó từ clip số 3 thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu học những chữ Hán đầu tiên trong hành trình học tiếng Nhật. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi, bất kỳ những cái thắc mắc gì liên quan đến bài học cũng như là liên quan đến tất cả mọi thứ nói chung liên quan đến tiếng Nhật thì các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé.
Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi bài học của mình ngày hôm nay. Minasan, otsukaresama desu. Bye bye!